Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Blog Travel Việt. Là một trong những resort 4 sao nổi tiếng ở Phú Quốc, Mercury được rất nhiều du khách lựa chọn để lưu trú khi đi du lịch Phú Quốc. Tại sao resort Phú Quốc này lại được du khách yêu mến đến như vậy? Thì Blog Travel Việt đã ở Mercury 3 ngày 2 đêm, và để chúng mình chia sẻ với các bạn những điểm đặc biệt ở Mercury Phú Quốc khiến du khách yêu thích resort này nhất các bạn nhé. Hệ thống phòng lớn, rộng bungalow tiện lợi. Ở Phú Quốc hiện tại, để tìm được một resort có nhiều bungalow như là Mercury thì không có nhiều. Phòng bungalow có ưu điểm là rộng, thoáng, nằm ngay ở tầng 1 cho nên rất là tiện lợi. Và đó là lý do mà nhiều du khách thích ở loại phòng này. Tất cả các phòng của resort 4 sao Phú Quốc này đều ở dạng bungalow tách biệt với nhau, đem đến một sự riêng tư. Mỗi căn lại có khoảng ban công và khuôn viên cây cối riêng. Nội thất phòng của resort Mercury Phú Quốc được trang bị đầy đủ những tiện nghi như là điều hòa, TV, tủ lạnh, két điện tử. Giường rất là rộng và êm ái, giúp Blog Travel Việt có được một giấc ngủ ngon sau một ngày dài khám phá Phú Quốc. Bãi biển rộng. Mercury Phú Quốc có bãi biển riêng rất rộng, buổi sáng tản bộ ngắm bình minh hay là chiều ngắm hoàng hôn thì tuyệt đẹp luôn nhá. Bờ biển ở đây thì thoai thoải, nước biển ở khu vực này cũng rất là trong mà không có đá. Khuôn viên rộng. Đây là điểm khác biệt của resort Mercury Phú Quốc với các khách sạn 4 sao khác mà nhiều du khách rất là thích. Đi du lịch Phú Quốc, không phải lúc nào chúng ta cũng đi tham quan hay là vui chơi mà sẽ có những giờ phút nghỉ ngơi tại resort nữa chứ. Khuôn viên rộng thoáng lại rất nhiều cây xanh của resort Mercury Phú Quốc sẽ giúp du khách cảm thấy thư thái, không khí trong lành. Nhiều tiện ích. Về resort Phú Quốc 4 sao này có rất nhiều tiện ích thì không có gì lạ. Tuy nhiên điểm làm Blog Travel Việt ấn tượng ở Mercury Phú Quốc thì bao gồm: thứ nhất, có hồ bơi cho người lớn và trẻ em riêng biệt. Anh có thể giới thiệu cho mọi người được biết là hồ bơi của mình thì có những khu vực như thế nào ạ? Ở đây mình chia 3 khu vực nhé. Đây là bể sục. Để cho mọi người, khu này có thể để cho mọi người nghỉ ngơi, massage nước. Đây là bể người lớn, độ sâu khoảng 1m4. Rồi qua đây, bên đây là bể trẻ em, thì độ sâu tầm khoảng 1m. Chia làm hai khu vực, lớn nhỏ. Ở đây thì lúc nào cũng có nhân viên cứu hộ, cho nên mọi người cứ thoải mái tắm thôi, bình thường, không có gì hết. Nhà hàng thì gần bên bờ biển, chim chóc xả vào nhà hàng khiến Blog Travel Việt cảm thấy nơi đây rất là thân thiện và thiên nhiên.
sáng ngồi cà phê, nghe tiếng sóng biển, tiếng chim hót quả thực là rất là thú vị. Điều mà không nhiều resort Phú Quốc có được điều này. Có phòng hội nghị và phòng spa cho khách. Có xe điện chở khách miễn phí di chuyển trong khuôn viên. Bãi biển tổ chức gala hoặc là tiệc BBQ rất là thuận tiện. Bây giờ những căn bản là còn phải nhóm thế. Đâu chơi như thế nào có nhóm nào không? Cứ nướng đâu, ăn đến đấy nó mới sướng. Chuẩn buffet. Chị em thật để bàn ăn không sướng đâu. Em muốn nướng mà ăn này mới sướng. Ăn thôi. Em gộp một miếng đi. Có lẽ nhược điểm lớn nhất của resort Mercury Phú Quốc chính là vị trí ở xa trung tâm. Resort 4 sao này cách chợ đêm chừng 12 km, tuy nhiên lại rất gần sân bay, chỉ cách 5 km mà thôi. Hy vọng những chia sẻ trên đây của Blog Travel Việt sẽ giúp bạn có những thông tin chính xác nhất về resort Mercury Phú Quốc và hiểu vì sao mà nhiều du khách lại lựa chọn nơi đây để lưu trú khi đi du lịch Phú Quốc các bạn nhé. Đến đây video chúng mình cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Các bạn thấy những địa điểm du lịch mà Blog Travel Việt vừa giới thiệu như thế nào? Đáng để một lần check-in chứ nhỉ? Nếu bạn có cảm nhận gì, có thể để lại bình luận bên dưới để chia sẻ nhé. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi để ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và phải của màn hình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.